Bây giờ mình sẽ đi đến chuyện là tạo cái ví. Thì dân cái tạo ví ấy, tạo ví ấy, thì dân tạo ví thì mình cái này mình làm trên 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 BP thôi nhá, không phải làm trên cái khác. Thì BP trên BP ấy thì trong cái phần script này nó có cái gọi là CN tool, các bạn chạy CN tool nó check update cái công cụ này, nó rất là thông minh. Nó có thể là kết nối đến GitHub của cái nhóm viết và kiểm tra xem cái bản chạy có phải là bản mới nhất hay không. Nếu không phải bản mới nhất thì nó sẽ hỏi mình có update hay không. Đó, thì nó sẽ chạy ở đây thì mình sẽ vào phần wallet, mình phải tạo cái ví trước. Mình sẽ tạo ví thì nó có rất nhiều chức năng. Chức năng import thì nó cho phép chúng ta import được cả cái những cái mnemonic của ví Dealers và Euroi. Khi mà các bạn tạo ví trên Euroi rồi, các bạn muốn mang sang đây để chạy thì các bạn phải tìm lại được 24 ký tự của mnemonic của ví Euroi và import vào cũng được. Hoặc là đây thì mình tạo mới, mình chọn chữ N là mình tạo mới. Ví dụ mình tạo một cái ví là C2 VN gạch ngang wallet. Hay mình để này nó dễ, C2 VN wallet. Dạ, cái này nó không cho C2 VN wallet. Là tên ví, thì khi tạo tên ví này nó sẽ cho ra địa chỉ luôn. Địa chỉ của các bạn ở đây thì các bạn có thể chuyển tiền vào cái địa chỉ này được rồi, chuyển tiền vào cái địa chỉ này và nó có nói là bạn có thể chuyển tiền và nhận vào những địa chỉ trên. Thì ngay sau khi tạo xong địa chỉ này thì các bạn phải kiểm tra bằng cách là gì, các bạn vào phần home này, quick cái tool này ra thì các bạn sẽ thấy trong cái phần thư mục này, thư mục private wallet này, nó có cái ví của mình đây luôn. Thì trong cái ví này nó có mấy cái mà các bạn phải bảo vệ. Thì ở đây nó có những cái gì, có stake ad key, stake v key, có payment s key. Đấy, rất là quan trọng payment S-key. Nói chung chúng ta phải copy tất cả những cái file này về, và ở trên máy thì không nên lưu cái file này và không nên lưu file này payment S-key và stake V-key để đảm bảo cho an toàn. Và sau khi tạo xong rồi ấy, thì mình có thể kiểm tra số dư của ví này được. Là cái phần script các bạn vẫn có thể dùng CN tool để kiểm tra cái đó được luôn. Sau khi CN tool chạy thì nó có ra cái này. Mình sẽ list cái ví này xem như nào. Nó kiểm tra số dư của cái ví này. Thông thường thì ở đây thì mình sẽ không nhìn thấy thấy số dư đâu, bởi vì là lúc nãy mình chưa có tiền trên này. Mình sẽ kiểm tra số dư của nó xong thì mình sẽ chuyển khoản vào cái địa chỉ này một khoản tiền, để sau đó mình sẽ làm cái bước tiếp theo. Thì đây mình có thể là xem cái ví của mình còn dư bao nhiêu, cho check thử cái nào, nó check hơi lâu, balance checking, nó ghi là không ADA. Fan của mình là không không ADA. Rồi bây giờ mình sẽ làm soạn một cái giao dịch để chuyển khoản vào cái địa chỉ lúc nãy. Sau khi mà mình chuyển tiền từ ví của mình sang ví này thì mình có thể xem cái ví ấy, tiền đã về chưa. Các bạn đợi dùng cái tiền bảo hiểm ví đó, mình đã nhìn thấy 682
ADA trong cái ví này rồi. Vẫn là cái địa chỉ này. Thì ở đây mình có thể là thực hiện những cái phiên giao dịch chuyển trả lại đã. Trước khi mình muốn làm gì thì mình make sure rằng là chuyển đi được thì chuyển lại được. Bây giờ mình sẽ làm một cái phiên chuyển lại. Thì để chuyển ấy, thì mình có cái option trên cái CN tool này, nó có cái option là fund, thì mình có thể chọn chức năng send, mình cũng send online xem thế nào. Mình lấy địa chỉ ví của mình ở đây. Đó, nó cũng báo là cái ví này của mình đang có 682 ADA. Và mình có thể test thử, gửi thử xem nào. Đó, bây giờ mình sẽ gửi đi khoảng 28 ADA đi, tần số đẹp cho nó gấu hả. Người nhận như người gửi trả phí đồng ý. Địa chỉ, bây giờ mình gửi cái địa chỉ gửi đến đi. Là địa chỉ của ví của mình. A message, mình có thể đính kèm một cái message là đây là tiền chuyển về từ ví testing của pool Cardano to VN Cardano X Enter. Đó, sẽ đợi một lúc nữa chạy. Thì ở đây nó cũng thông báo luôn là waiting for new block to be create, thì nó đợi một cái block tiếp theo, nó sẽ chạy cái này, nó đóng gói cái này nó chạy. Và ở đây thì khi mà ấn tất cả các phím nào ấy thì nó đều không không stop cái transaction nào, nó vẫn đang chạy. Ok, nó báo này transaction gửi đi 28 ADA đến cái địa chỉ ví này, phí là 0.18. Và cái nguồn của mình còn 653 ADA. Địa chỉ nguồn nhận địa chỉ đích xác nhận về 28 ADA. Đó, thì make sure rằng là cái đến đây mình có thể khẳng định rằng là gì? Mình phải quay lại mình kiểm tra cái ví của mình đã, đúng không? Nếu anh chị em chắc chắn thì phải kiểm tra lại cái ví của mình. Xem là nó tiền nó đã về chưa, giao dịch đã về chưa. Đấy. Mình chưa nhìn cái trang nó về, nó hiện lên cái ví này, phải nhìn nó hiện lên ví thì mới yên tâm được. Rất là cảm ơn các bạn đã tham dự và theo dõi cái video vừa qua. Chúng tôi thì luôn luôn có sẵn mặt sẵn sàng ở trên kênh Telegram và trên website để lắng nghe những câu hỏi, những cái chia sẻ của các bạn. Thay mặt cho Crowd2vn xin cảm ơn các bạn cùng cộng đồng đã hỗ trợ các đầu tư VN trong thời gian vừa qua. Hy vọng là chúng tôi sẽ liên tục và tiếp tục được đón nhận những cái ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.